Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại cùng với Jun Trường Giang Channel. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube của mình thì cảm ơn các bạn đã đến và theo dõi kênh YouTube của mình với video này trong số hàng triệu những video ở ngoài kia. Và hy vọng rằng là các bạn đã ghé qua đây thì các bạn hãy cho mình một subscribe và cũng như là một nút like đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình với những video tiếp theo nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau nói chuyện về một cái loại toner acid. Rất là nhiều bạn comment vào kênh YouTube của mình và nói rằng là các bạn ấy hoàn toàn không biết sử dụng toner acid và cũng như là các bạn ấy hoàn toàn cũng không biết cách làm thế nào để có thể kết hợp được loại toner acid khác nhau. Và da bạn bị kích ứng, da bạn bị mẫn cảm, nhạy cảm hay bạn là học sinh, sinh viên thì liệu rằng các bạn sử dụng loại toner acid nào cho hợp lý trong việc là tẩy tế bào chết thay vì các bạn phải dùng peel hay là các bạn phải dùng tẩy tế bào chết vật lý. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm video này để trả lời chung cho các bạn, bởi vì có quá nhiều bạn comment và mình không thể trả lời trực tiếp từng bạn một. Cái sản phẩm toner ngày hôm nay mình review dành cho các bạn đó chính là sản phẩm toner acid glycolic 5% đến từ nhà Everlin. Và nói về Everlin thì chúng ta đã biết đây là một trong những thương hiệu mỹ phẩm rất là nổi tiếng về dòng hàng bình dân. Nói chung là dòng hàng này cũng có khá là nhiều những cái sản phẩm mà các bạn biết đến trong thời gian vừa qua cũng được nhiều người yêu thích. Và cái chai glycolic 5% này thì nó là chứa AHA cho nên là sẽ có khá là nhiều bạn thích thú với loại này đấy. Bởi vì AHA thì thường là nó sẽ phù hợp với các bạn nào da khô, nhưng dù sao nó cũng làm tẩy tế bào chết hóa học, cho nên là với các bạn nào mà da dầu như mình thì mình vẫn sử dụng và mình cảm thấy vẫn ổn, vẫn ok, và thế là mình cứ sử dụng thôi. Như em này thì các bạn có thể nhìn thấy dung tích của em ấy là 100ml, 100ml nha các bạn. Và dù là 100ml thôi nhưng giá thành của nó thì khá là rẻ, và vì là toner acid cho nên là mình dùng cũng không quá là hao lắm. Em này mình đánh giá nó là một cái bản drip khá là ổn đấy. Trong cả tầm giá lẫn công dụng của cái em PC Glow 5% glycolic acid mà em đó thì 100ml của nó tận 500.000 lận, còn em này chỉ có hơn 100.000 thôi, thì mình thấy em này khá là ổn. Thì đầu tiên thì mình sẽ nhìn về mặt ngoại hình nhá, thì các bạn thấy là cái em này cũng có một cái loại dung dịch ở bên trong, nó cũng hơi màu vàng nhạt một xíu. Thực ra cái màu vàng này nó do cái nhãn ở ngoài thôi, chứ còn thực ra cái dung dịch bên trong thì nó không có màu vàng đậm như thế này đâu, nó chỉ hơi vàng nhạt nhạt một chút xíu thôi. Và cái em này á thì cái mà mình thật sự cảm thấy là không thích lắm ở em này, bởi vì là em này có mùi hương và cái hương liệu của nó nằm trong bảng thành phần thì cũng khá là cao á các bạn, cho nên là khi mà mình dùng ấy, cái mùi hương liệu nó hơi chua chua thơm thơm nhưng mà nó cứ quanh quẩn vắng vất, thật sự là mình cũng không thích. Và với một người mà cái làn da cũng không được ưa chuộng lắm với các loại hương liệu thì mình cũng không thích cái mùi này lắm. Nhưng mà thực chất ra khi mà mình sử dụng cái em toner acid này thì mình thấy ổn, cho nên là mình cũng muốn review cho các bạn để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn, hoặc bạn nào đang muốn mua em này thì cũng có thể lựa chọn để có thể quyết định là có nên mua hay không. Đầu tiên thì mình nói về AHA đi. AHA thì là một trong những thể loại mà vàng rồi, mà đặc biệt là glycolic acid thì là một loại AHA có rất là nhiều những cái công dụng nổi bật và nổi trội so với các dòng AHA khác, như là phân tử siêu nhỏ tác động sâu vào da, kích thích tăng sinh collagen, giúp da căng, trẻ hóa, sáng da, se khít lỗ chân lông và giảm các bệnh về da như chàm, mẩn đỏ, giảm mao mạch và giãn mao mạch, và cũng như làm sáng đều màu da, loại bỏ da chết và bít tắc lỗ chân lông rất là hiệu quả. Và ở bên trong em này thì còn có chứa glucoside làm tăng khả năng làm sạch, với cái khả năng làm sạch cao hơn so với cái dòng toner acid lành tính khác. Nhưng mà vì chính có chất này cho nên ở bên trong này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ hơi có một chút tạo bọt ở phía bên trong em này. Ngoài ra thì ở bên trong em này mình sử dụng và cũng như là mình đọc trong bản thành phần thì cũng có rất là nhiều các thành phần hoạt chất để dưỡng ẩm, như là các thành phần của lô hội này và cũng như là các thành phần khác giúp để giữ cái bề mặt của mình ẩm hơn. Cho nên là khác với cái tẩy tế bào chết vật lý hay là toner acid của The Ordinary, cái loại 7% glycolic acid á, thì cái em này nó 5% thôi, nó nhẹ hơn, nó mềm mại hơn và nó phù hợp với các bạn nào mà từ da khô đến da trung bình hoặc là da dầu nhưng mà không phải là quá nhiều dầu, hoặc là các bạn da mà đang bị các vấn đề kích ứng một chút thì mình nghĩ là vẫn có thể sử dụng em này được. Tại vì là những các bạn mà da mẫn cảm ấy mà sử dụng ngay một phát cái The Ordinary 7% thì chắc chắn với các bạn là các bạn sẽ cảm thấy châm chích, nóng, và chưa kể đó là nhiều bạn là không sử dụng được em đấy. Cho nên là mình nghĩ em này vẫn là một em toner acid hợp lý dành cho các bạn.
Còn với em này thì mình khuyên dùng dành cho những bạn nào mà mới tập chơi acid và da của các bạn thật sự là có cái tình trạng da khá là mẫn cảm thì mình nghĩ là các bạn không nên dùng ngay một phát cái The Ordinary 7%. Mặc dù mình biết có nhiều bạn nghĩ rằng The Ordinary 7% Glycolic Acid rất là nổi tiếng và các bạn muốn mua, nhưng mình nghĩ rằng với nồng độ 7% các bạn nghĩ là nhẹ, nhưng mà thực chất da không hề nhẹ một xíu nào cả. 7% Glycolic Acid nó cũng có thể làm cho da của các bạn bị khô, bị tổn thương, và chưa kể đó nhiều bạn còn bị tình trạng bong chóc, các bạn đã comment trên kênh YouTube của mình rồi. Thế nhưng mà với cái chai 5% này thì mình lại thấy ổn hơn. Thứ nhất là giá nó mềm hơn, học sinh sinh viên hơn, dung tích của nó thì cũng khá là vừa vặn 100ml. Bởi vì sao các bạn biết không? Cái chai The Ordinary á, các bạn mua nó mấy trăm ml nhưng hạn dùng của nó khi mở nắp cũng chỉ là được từ 6 tháng thôi. Và chai này 100ml các bạn mở ra cũng chỉ được 6 tháng. Thì mình nghĩ là tại vì sao các bạn phải mua một chai to như là The Ordinary, trong khi đấy liệu rằng với toner acid các bạn có sử dụng được hàng ngày hay không với nhiều loại da. Ví dụ da các bạn đã khỏe rồi, các bạn đã sử dụng acid nhiều rồi chẳng hạn, thì cái việc các bạn sử dụng toner acid hàng ngày nó trở thành bình thường. Nhưng với một vài bạn mà mới tập chơi acid, hoặc là các bạn nào mà da bị mỏng hay là da các bạn mẫn cảm, thì các bạn chỉ sử dụng được cái toner acid khoảng tầm từ 2 đến 3 lần một tuần thôi. Vậy thì với cái chai dung tích 100ml như mình, các bạn nhìn thấy không? Mình sử dụng khá là nhiều nhưng mà nó cũng không có hao đi nhiều. Vì thế cho nên mình khuyên dùng các bạn mua chai nhỏ thôi, hoặc The Ordinary cũng được, nhưng các bạn nên mua những chai chiết, làm thế nào để các bạn vừa tầm để sử dụng. Không nên mua một chai quá to, ngoại trừ là các bạn mua về dùng 2-3 người anh chị em trong gia đình cùng sử dụng chung với mình, thì như thế nó mới hợp lý. Với em này thì cách dùng của em này vẫn giống như là các loại toner khác, đó là các bạn đổ ra bông, bông dùng cho toner hoặc là bông tẩy trang, các bạn lau sạch khắp mặt. Và chắc là để nói về công dụng của toner thì mình không phải cần phải nói lại nhiều nữa. Toner thì là một dạng mà cân bằng độ pH trên làn da này, và chưa kể đó toner có thể thêm những các thành phần hoạt chất khác giống như acid hay là các chất làm ẩm để giúp cho làn da của các bạn tăng cường độ ẩm hơn hoặc chống lão hóa. Với toner acid thì có chứa thêm AHA, BHA, PFHA hay là LHA để có thể làm cho làn da của các bạn sạch thật sâu, tẩy tế bào chết trên làn da của các bạn, và với nồng độ nhẹ thì nó sẽ không gây bong chóc và không giống như các loại peel da làm cho da của bạn bị đau rát. Thì toner acid như vậy, như là mình đã sử dụng toner acid glycolic 7% của The Ordinary thì mình cảm thấy rằng cái em đó nồng độ 7% thôi nhưng thực chất da các bạn dùng trên làn da cũng khá là nặng đô. Còn em này 5%. Với bạn nào mới dùng nha, thì mình đảm bảo rằng lần đầu tiên các bạn sử dụng, các bạn vẫn sẽ cảm thấy nó hơi châm chích một chút xíu. Và một quãng thời gian đầu các bạn chưa quen á, thì nó vẫn gây cái hiệu ứng trên làn da các bạn là nó hơi châm chích. Mình đảm bảo với các bạn là như vậy, nhưng dần dần các bạn sẽ quen. Chưa kể đó, mình cảm thấy cái này có ưu điểm hơn, đó là trong em này có rất là nhiều thành phần cấp ẩm. Cho nên khi sử dụng em này, đổ ra bông, mình lau lên mặt, thì đầu tiên nha, các bạn sẽ cảm thấy cái da của bạn hơi dính, nó hơi bị dính. Các bạn sẽ có cảm giác nó chưa khô, nhưng thực chất ra là cái đó là cái lớp dưỡng ẩm nó nằm trên làn da các bạn, một lúc sau thì nó sẽ hết. Nhưng mà đấy là cái cảm giác đầu tiên các bạn sẽ nhận thấy, là khi bôi lên làn da các bạn thì nó sẽ hơi dính. Và mùi thơm, thật sự là nó thơm, nó thơm lắm ấy. Kiểu mình không thích cái mùi thơm này một tí nào cả, nhưng mà vì nó có ưu điểm khác bù lại cho nên mình dùng nó thôi. Với cả lỡ mua rồi các bạn là kiểu mua rồi không dùng để làm gì thì mình cũng dùng thôi. Nhưng mà bạn nào mà chịu được mùi thơm mà cảm thấy thích mùi thơm thì ok, các bạn sử dụng bình thường. Còn các bạn nào mà không thích mùi thơm lắm như mình thì cũng có thể suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ là với các bạn nào mà trong tầm giá tiền hoặc là cảm thấy công dụng của nó ok, các bạn sử dụng được thì cứ thử mua về sử dụng. Sau khi mình bôi lên da, cái lớp dính ẩm ẩm đó nó sẽ nằm lại ở đấy một quãng thời gian ngắn. Sau đó mình có thể tiếp tục apply các bước tiếp theo. Và dùng em này xong thì mình cảm thấy là cái làn da của mình nó cũng sẽ sáng hơn, đều màu da hơn, cái vết thâm trên làn da của mình sẽ được cải thiện hơn. Và chưa kể đấy là những cái sợi bã thừa ở trên mũi này và cũng như trên làn da của mình á, sau khi sử dụng em này một thời gian thì mình thấy nó đỡ hơn rất là nhiều. Cứ mỗi một lần mình peel ra thì mình cảm thấy nó khá hơn, nó khả quan hơn. Chính vì thế cho nên là tổng kết lại về em này thì mình muốn nói là các bạn nào mà đang có những vấn đề như mình đã liệt kê từ đầu video đến bây giờ thì các bạn có thể suy nghĩ về việc mua em này thử sử dụng, và biết đâu các bạn lại không cần phải để ý đến The Ordinary nữa và các bạn có thể sử dụng em này hàng ngày được, đúng không? Bởi vì cái này vừa làm tẩy tế bào chết hóa học cho làn da của các bạn nhẹ nhàng êm ái, vừa cấp ẩm, cân bằng độ pH, và các bạn có thể sử dụng các bước tiếp theo. Còn nếu như các bạn cảm thấy có loại nào hay hơn, ổn hơn, các bạn cứ sử dụng,
Vậy được, đúng không? Vậy đấy, vậy là với đoạn video clip của ngày hôm nay thì các bạn đã biết là mình đang muốn review về cái sản phẩm này rồi. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà mình hứa là mình sẽ mua lại nếu mà nó hết. Nhưng mà cũng có một khuyến cáo dành cho các bạn là nếu như mà da mặt của các bạn đang bị mụn, bị vết thương hở thì bôi em này lên nó vẫn bị rát, nó vẫn bị sót bình thường nhá. Cho nên là đừng nghĩ rằng là nó 5% nó yếu như thế thì nó không sẽ gây ra vấn đề trên làn da của mình đâu. Không phải đâu nhá các bạn. Cho nên dùng toner acid mình cần phải để ý và cũng như là phải cần kiên trì với nó. Nhiều bạn nói với mình rằng là tại vì sao lại cứ phải bổ sung, em comment vào YouTube anh cứ phải nói là ồ, tẩy tế bào chết của em đâu, toner acid của em đâu, peel da của em đâu. Tại vì sao các bạn cứ hỏi mình là anh ơi mua cái sản phẩm dưỡng này ổn không, anh ơi mua cái sản phẩm dưỡng kia ổn không, kem dưỡng này, serum khác. Nhưng các bạn quên mất là nếu mà làn da của các bạn hoàn toàn không sạch, tẩy trang không hoàn toàn sạch, sữa rửa mặt cũng không thể làm các bạn hoàn toàn sạch được, mà các bạn vẫn cần phải có tẩy tế bào chết hóa học hoặc là toner acid. Bởi vì mình thật sự như mình đã làm video mình đã nói rồi là mình không có ưa chuộng lắm về tẩy tế bào chết vật lý. Cho nên là mình vẫn khuyến cáo các bạn nếu được các bạn hãy đầu tư một chai toner acid, hoặc là được nữa thì các bạn nên đầu tư thêm cả peel da nữa. Thì cái này mình có thể sử dụng 2-3 lần một tuần, hoặc là dùng hàng ngày, hoặc là mình có thể dùng xen kẽ giống như là mình đang sử dụng em này xen kẽ. Một ngày dùng toner acid, một ngày dùng toner cấp ẩm. Và cứ như thế đến cuối tuần hoặc là 2 tuần mình sẽ peel da một lần để da của mình thật sự sạch sâu. Thì như thế thì làn da các bạn mới có thể là mềm mại để hút được toàn bộ những cái dưỡng chất của serum, của kem dưỡng vào chứ. Nếu như các bạn cứ muốn là đổ đầy phân bón lên một cái gốc cây nhưng mà cái đất của nó cằn cỗi, các bạn không xới nó lên cho nó tơi xốp lên, nó hút nước tốt thì làm sao mà cây để nó sống được tốt, đúng không? Cho nên là đã đầu tư rồi thì mình đầu tư cố gắng một xíu, nó thêm một xíu thôi, vì mình nghĩ là hơn 100.000 cho chai này thì nó cũng không quá là mắc lắm. Và hầu như là những bạn mà đến với kênh của mình ấy đều cũng không phải là các bạn giàu có thực sự đâu các bạn ạ. Vì các bạn nào mà kiểu giống như mình ấy là một con đỗ nghèo khỉ ấy, thì thường là sẽ gặp nhiều vấn đề trên làn da. Còn những người mà giàu có thì người ta cũng ít gặp vấn đề lắm. Cho nên là chúng ta hãy cùng thấu hiểu làn da của mình, và cũng như là hãy thấu hiểu cho nhau về đời sống kinh tế của nhau. Vì thế cho nên là mình sẽ cố gắng tìm ra những cái sản phẩm nào mà ngon bổ rẻ nhất để có thể review dành cho các bạn. Còn nếu các bạn cảm thấy thích sản phẩm nào nữa thì các bạn cứ comment cho mình nhá. Mình vẫn đang trong quá trình trải nghiệm những cái sản phẩm tiếp theo ngon, bổ, rẻ, chất lượng mà cũng hàng hóa uy tín ấy, thì để giới thiệu cho các bạn. Cho nên là mình sẽ làm nhiều video tiếp theo và mình sẽ cố gắng đỡ lười hơn. Thật sự các bạn biết đến kênh của mình ấy, mình rất là lười luôn ấy. Không phải là mình không có đồ để review, mình rất là nhiều đồ để review, nhưng vì mình quá lười mình không có nhiều thời gian để review. Cho nên là hôm nào mà rảnh được thì mình sẽ cố gắng làm review cho các bạn nhé. Còn các bạn muốn review sản phẩm nào cứ comment cho mình, và hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực để làm tiếp những video khác nhé các bạn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Và cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Dương Trường Giang Channel. Thank you, bye bye.